À, xin thân ái chào các bạn. Bữa nay Quy Nhơn nó hơi sưng sững các bạn, nó có hơi có sáng sáng lên chút, mây nó bớt mù nhưng mà cũng chưa có nắng các bạn. Đây là mình đang đứng ở đường Trần Hưng Đạo các bạn, tức là bến xe cũ đi lên một đoạn tới đường Phạm Hồng Thái. Thì ở đây là cái tòa nhà lầu Việt Cường cũ các bạn, hồi xưa gọi là khách sạn Việt Cường. Bây giờ các bạn thấy người ta chặn tôn ở ngoài cái vỉa hè mà. Thì theo mình nghe thông tin là vì cái nhà đây nó xuống cấp mà. Nhà đây nó đang xuống cấp, bê tông rồi nó mục nó rớt hết rồi. Thì đây là hơi nguy hiểm, mà do cái đây là cái di tích cho nên là người ta cũng không có sử dụng làm cái gì các bạn, rồi người ta cũng để giống như bảo tồn á, nhưng mà bây giờ nó xuống quá người ta sợ nguy hiểm. Thì có một số người người ta buôn bán ở phía trước cái vỉa hè của cái tòa nhà dầu Việt Cường các bạn, người ta sợ nguy hiểm cho nên giờ người ta chặn tôn lại. Bây giờ cái tòa nhà này chắc là người ta sẽ cải tạo lại, người ta không có giữ tòa nhà nữa mà sẽ là làm một cái khu tưởng niệm, tưởng niệm cái di tích đây. Còn một cái phần phía sau nghe nói hình như là xây trường mẫu giáo mà, hay là công viên gì đó. Đây mình đi qua bên hông các bạn coi này. Đây là bê tông nó rớt nè. Hình như nó dài ra tới phía đây luôn nè. Còn ở phía sau này thấy có một cái kho. Nó nằm ở trong cái bến xe của hợp tác xã Cơ Giới đường bộ 1/4 nè. Không biết là cái kho này nó có thuộc lầu Việt Cường không thì mình không rõ, mà thì mình chỉ nghe thông tin là hình như là dựng một cái đài tưởng niệm phía trước, còn phía sau là xây trường mẫu giáo. Còn nếu cái kho này của hợp tác xã thì chắc là cái tòa nhà cái khúc đây xây trường mẫu giáo, rồi trước làm một cái đài tưởng niệm. Ở đây là nói chung là trước 75 các bạn, trước 75 là có lập cái khách sạn ở chỗ đây, lầu Việt Cường này. Thì hồi xưa là cũng là thuộc khách sạn lớn của Quy Nhơn các bạn. Thôi mình xin dừng video đây các bạn. Giờ này cũng tầm hơn 10 giờ, giờ cũng xe cộ cũng đông rồi. Đây là phía trước tòa nhà lầu Việt Cường cũ. Thì ở đây người ta vẫn còn buôn bán các bạn. Buôn bán hồi xưa là cái khu đây là nói chung là bán đồ xe là nhiều bạn, phụ tùng xe hồi xưa, tại vì cái bến xe nó nằm ở dưới đây nè bạn, là khúc dưới đây đi xuống là mấy cái nhà chỗ đây là toàn là bán đồ phụ tùng cho xe để người ta sửa chữa xe á. Thì bây giờ bến xe dời đi nhưng mà rồi cái nghề cũ người ta vẫn làm phụ tùng ô tô nè. Còn bên đây người ta bán đồ vỉa hè, là hồi trước người ta hay bán đồ lạc son, bây giờ đồ lạc son nó cũng ít rồi bạn. Bây giờ nói chung người ta thay đồ mới nhiều, cho nên là những cái đồ lạc son người ta cũng không có bán được.
À thôi, mình xin dừng video đây, bạn xin cảm ơn, chào tất cả các bạn.